Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Mỹ còn hơn 60 trường hợp đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại gia đình. Do đó để người dân nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh, không có tâm lý hoang mang, lo sợ. Các cơ quan đơn vị toàn huyện đã triển khai tuyên truyền rộng khắp hình thức đa dạng. Đến nay huyện Yên Mỹ đã phát hơn 3.000 tờ rơi, lắp đặt hơn 250 pano áp phích tại những địa điểm công cộng. Các đài truyền thanh cơ sở cũng đẩy mạnh việc tiếp sóng, sản xuất các tin bài về dịch bệnh COVID-19, đồng thời để mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống như tiến hành đo thân nhiệt hai lần một ngày đối với các trường hợp theo dõi sức khỏe, phun thuốc khử trùng, nước sát khuẩn tại các nơi công cộng. Qua đó giúp nhân dân đều hiểu về những nguy cơ lây lan của dịch bệnh và biện pháp phòng chống.